một ngày lý tưởng để đi bơi á. Mình khẳng định rằng không có gì có thể ngăn mình đi ra bờ sông. Không có gì ngoài mấy cái bánh của anh Tý tham ăn. Đúng rồi, là bánh kem rồi. Chào mấy em, có chuyện gì vậy? Cho bạn em vài cái bánh nha, anh Tý tham ăn. Dĩ nhiên rồi, mỗi đứa một cái thôi nha. Dạ được, dạ, một cái thôi, một cái. Em muốn hai cái. Không đâu, Tý nóng nảy, mỗi đứa một cái thôi. Nè, nói cho em. Không, mỗi đứa một cái em thôi. Em muốn hai cái, em muốn hai. Bỏ tay ra. Chịu hết nổi rồi. Nếu đã vậy thì không đứa nào được ăn hết. Hay quá hà Tý nóng nảy. Đừng có nhìn mình, là tại anh Tý tham ăn không chịu theo ý của mình đó. Bây giờ cái bụng của mình tính sao đây? Phải đó. Ê, nhìn kìa. La 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 la. Cảm ơn em đã giúp chị phơi đồ nha, chất con. Nè Tý cô nương, cho bọn em mượn tấm vải để giả ma nha. Không, Tý nóng nảy chị mới giặt xong đó. Thôi mà, tụi em không làm dơ đâu. Tý nóng nảy chị nói không, và chị muốn như vậy. Không ai chịu theo ý của mình hết, không ai. Đồ của mình. Có vẻ chúng ta phải nhờ Tý vô giải quyết chuyện này thôi. Nghe nè, chị Tý cô nương hay là chúng ta? Không. Lần này Tý nóng nảy xì châm rồi. Sao? Chuyện sao rồi? Chắc là gặp rắc rối lớn rồi hả? Có. Ngày mai mình phải vô rừng hái quả mộng xì trâm cho anh Tý tham ăn. Và phụ chị Tý cô nương giặt đồ nữa. Thì tại vì tất cả đều do cậu mà. Sẽ không ra nông nổi này nếu các xì trâm lớn chiều theo ý của mình. Chúc may mắn Tý nóng nảy. Đúng đó, mình cũng muốn đi hái quả mộng xì trâm mà không được nè. Đúng là không công bằng. Ta gặp một chút rắc rối ở đây, ngươi có thể giúp ta hay không? Ai? Ai đang nói vậy? Trên đây nè, cậu bé. Sao ông lại mắc vào cái bẫy xì trâm đó vậy? Là bẫy xì trâm sao? Coi bộ nó cũng có hiệu quả với chàng Tinh à. Chàng Tinh sao? Phải, tên của ta là chàng Tinh Aloysius. Nào, cậu bé ngoan, hãy giúp ta ra khỏi đây. Hiểu rồi. Đây là lần đầu tiên trong 500 năm qua ta rời khỏi cây cầu trên dòng sông Chằng Tinh. Nếu thế giới bên ngoài toàn những thứ như vậy, ta thà trở lại đó còn sướng hơn. Ông có sao không, ông Chằng Tinh? Ta ổn, vậy điều ước là gì? Ông nói sao? Điều ước, cậu bé là điều ước. Người đã bắt được Chằng Tinh, nên người sẽ được ban một điều ước. Tôi... Ước nhanh đây, ta không có thời gian đâu. Tôi biết rồi. Tôi ước tất cả các xì trâm lớn sẽ chiều theo ý của tôi. Điều ước sẽ được thực hiện. Kể từ bây giờ, khi ngươi nghe một người lớn nói không, hãy nói Đô Rê Mi, họ sẽ chiều ngươi. Tuyệt, cảm ơn ông nha Chằng Tinh. Còn bây giờ ta sẽ trở lại hang ổ tối tăm của ta đây, và ta sẽ không ra khỏi đó trong khoảng 500 năm nữa. Đô Rê Mi, tuyệt, mình sẽ thử ngay bây giờ. Ôi chào, con Tý nóng nảy, con đã hái đủ quả mộng xì trâm rồi sao? Dạ chưa thưa Tý dơ, con chỉ muốn đi chơi hả? Đi chơi à? Tất nhiên là không được, con phải xì trâm xong. Đồ ra mi. Ta xì trâm lại rồi, ta sẽ đi hái quả mộng xì trâm, còn con sẽ đi chơi. Quá ha, có tác dụng rồi. Tụi mình không giúp cậu ấy một tay đi, vậy thì cậu ấy sẽ có thể chơi chung. Đúng rồi á. Đúng là ý kiến hay đó. Hy vọng Tý nóng nảy không làm việc quá sức. Mình không có nghĩ như vậy đâu. Của em là Tý nóng nảy, chị hy vọng là nước đủ lạnh. Chuyện này là xa chứ. Chào các cậu thấy có tuyệt không? Mình có thể sai các xì trong lớn là bất cứ thứ gì mình muốn. Phải, nhưng mà bằng cách nào? Mình đã cứu được một ông lão Chằng Tinh đến từ cây cầu trên dòng sông Chằng Tinh. Và ông ấy đã cho mình một điều ước. Từ giờ bất cứ khi nào mình nói Đồ Rê Mi. Hả? Em muốn anh làm gì hả Tý nóng nảy? Chưa đó, anh Tý dụng về. Quạt tiếp đi, như nãy giờ. Tuân lệnh. Mình có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Xem nè, anh Tý đâu, nhìn vui quá đi. Em chơi được không? Anh không chắc nữa, Tý
Trò này đòi hỏi chúng ta phải tập luyện. Nào đi mi. Cứ tự nhiên. Các cậu nhìn nè. Kỳ này tí nông nảy gặp rắc rối lớn rồi. Tí nông nảy à, dạ xin chào tí dừa. Ngài có thể hái cho con thêm quả mọng xì trung không? Thêm quả mọng xì trung sao? Đồ rê mi. Ờ à, tất nhiên là được rồi. Tí nông nảy chờ ta một chút nè. Không tệ phải không? Chuyện này trở nên hơi quá rồi á. Phải đó. Tụi mình mất công trở về đây là vì lo lắng cho ta đáng ghét đó sao? Không biết là hai cậu nghĩ sao, nhưng điều này là mình cảm thấy đói bụng. Mình cũng vậy. Tới chỗ anh tí tham ăn và ăn chút gì thôi. Có mùi gì thơm quá vậy? Lôi lại, tránh đường cho thức ăn nóng hổi đây. Cho tụi em một miếng nha, anh tí tham ăn. Anh xin lỗi tí sớt sượt, từ giờ anh chỉ nấu nướng cho tí nóng nảy ăn thôi. Của em đây, tí nóng nảy. Làm y như yêu cầu của em đó. Một cái bánh kem lớn nhất thế giới luôn. Mình ghét bánh kem lớn nhất thế giới. Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng rồi đó. Tụi mình phải đi tìm ông Trần Tinh và kêu ông ta tước bỏ quyền năng của tí nóng nảy. Phải á, trước giờ ăn bữa khuya nha. Nhanh lên, đi tới dòng sông Trần Tinh thôi chắc con. Chào các tí của ta. Nhìn đây, tí nóng nảy ta đem thêm quả mọng xì trâm về rồi. Con muốn ăn liền không? Không. Thứ có thể khiến con cảm thấy khá hơn chính là một ly kem. Được làm từ băng ở đỉnh núi Everest. Nhưng mà làm không từng điều đồ đâu. Doremi. Chúng ta phải có bản đồ khác nhá. Nào kiếp ta vậy? Con là tí sắc sược, đây là tí thiên nhiên và tí lâu đời. Bạn con là bạn của tí nóng nảy đó. Vậy mấy đứa muốn cái gì? Tụi con muốn ông tới làng xì trâm cùng với tụi con. Lặn lội tới đó khi vừa mới về tới nhà hay sao? Còn lâu. Nhưng mà tí nóng nảy đang làm dụng điều ước ông ban cho cậu ấy. Ta không cần biết nó đang làm cái gì, ta sẽ ở lại đây. Nhưng ông Trần Tinh à. Ta nghe đủ lắm rồi, tạm biệt. Tính sao bây giờ? Mình vừa nghĩ ra một ý này nè. Lăng lên, lăng lên, lăng lên. Lấy chân mấy chị mãi ơi, xì trâm xong chưa? Đang đợi lệnh của em đó, tí nóng nảy. Đồ rê mi, xuất phát. Mình ghét đầu rê mi, xuất phát. Ông Trần Tinh ơi, ông có muốn ăn một cái bánh kẹp quả mọng xì trâm nóng hổi thơm ngon không? Cái gì? Ngươi vừa nói bánh kẹp quả mọng xì trâm thơm ngon hả? Ở ngay đây nè, ông Trần Tinh. Anh đóng. Thì ra là vậy. Ý tưởng hay đó, tí lù đợt. Đuổi theo mấy. Còn lâu mới bắt được ta, lũ nhóc con. Ông ấy kia rồi. Bắt được rồi. Các ngươi đã làm được. Điều ước là gì? Đi tới làng xì trâm với tụi con đi. Chúng ta sắp xì trâm tới đỉnh rồi. Chúng ta sẽ xì trâm một chút băng trên đó. Sau đó xì trâm về là. Ê, đây là lúc ca khúc khải hoàn. Tí nóng nảy đừng có thổi cây kèn đó. Nhưng mà con muốn thổi đồ rê mi. Ủa mọi người đâu hết trơn rồi. Ở trên đỉnh Everest hả? Họ lên đó làm gì vậy? Nếu như mình đoán không sai thì họ sẽ gây ra một vụ tiết lở. Một vụ tiết lở. Vô kia. Nhìn kia, đó là vua. Nhanh lên, mau kéo ngài ấy ra.
vô hết thôi, bị kẹt rồi. Ông Chàng Tinh ơi, bọn con cần ông giúp. Cái gì? Người bắt cóc ta cho đã rồi đòi ta giúp hả? Còn lâu. Nhưng ông phải giúp chúng tôi. Làm ơn đi, Chàng Tinh, làm ơn đi. Không, dù cho ngươi cầu xin ta đến khan cả cổ ta cũng không giúp. Ông chắc chứ, đồ rê mi. Ăn gian, ngươi lừa ta, đồ nhảy ranh. Đếm từ 1 tới 100 nha. 1, 2, 3. Lớn chiều theo ý mình không hẳn lúc nào cũng tốt. Ông có thể tước bỏ quyền năng này giùm tôi được không? Ơi, tùy ngươi thôi. Đó là điều ước cuối cùng ta ban cho ngươi. Tạm biệt tất cả. Thiệt là thôi lỡ. Chúng ta đã có một ngày khá xì trùm. Ta nghĩ đã đến lúc các xì trùm nhi đi ngủ rồi. Con muốn thức thêm một chút nữa. Tí đông này. Tự nhiên con cảm thấy hai mắt mở lên hết nổi nữa rồi.